Sáng nay ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Phôni Niê, 22 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 16 tháng 4, Y Phôni đi đến nhà của ông Y Nuel Mlô, trú cùng buôn để ăn nhậu, trong đó có anh Y Tel Nie, 40 tuổi. Trong lúc ăn nhậu, giữa Y Phôni và Y Tel xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Y Phôni chạy ra chỗ để xe máy của mình lấy một con dao. Sau đó Y Phôni đi đến vị trí ngồi nhậu thì thấy một cái kéo nên cầm lấy rồi lao tới đâm liên tiếp 2 nhát vào nách trái và chân trái của anh Y Tel khiến nạn nhân gục xuống. Ngay sau đó Y Tel được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Y Phôni bị những người có mặt tại hiện trường bắt giữ giao cho công an xã Cư Huê. Tại bản kết luận pháp y, nguyên nhân dẫn đến tử vong của anh Y Tel là do vết đâm vào nách làm thủng tim. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Y Phôni Niê 18 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 198 triệu đồng.